Châu Phú cũng bỏ rau muống vô để cho rùa nó ăn. Đấy vị. Cảm thấy cái chỗ mới rất là thích quý vị. Đây con rùa này bò rất là năng động quý vị. Cổ dài quá dài luôn. Khùng quá, bò lên trên cái con rùa này để tính bò ra. Nãy bị để cho Phú dẹp ra bốn nè. Giờ quý vị xem. Cái đuôi nè quý vị. Cái đuôi. Đây. Hôm qua Châu Phú quay gấp quá không có mà quay chính xác cái đuôi cho quý vị xem. Và cái cổ. Đây cái đuôi nhỏ rất là nhỏ vậy. Mình nhìn mình cứ tưởng tượng là con cá sấu hồi vậy. Wow. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú mua được con rùa cá sấu quý vị và được cô Út đã hỗ trợ tiếp cho 500.000. Thì Châu Phú cũng tìm được một cái chỗ mà để nhờ chú Thiết á là nuôi con rùa cá sấu cho qua cái cách ly mà xã hội nè quý vị. Thì Châu Phú mới đem đi đến chùa của thầy hay là bên hội Phật giáo Hòa Hảo quý vị. Nơi nào mà có ao sen báo đó thì Châu Phú sẽ đem lại đó và gửi tại đó quý vị. Thì được biết á là khi ngày trước Châu Phú mua thì nhốt trong cái thùng phi mũ quý vị. Châu Phú sợ nó chết, thấy rất là thương. Nên Châu Phú đi lên trên chỗ chú Thiết thì có một cái thùng rất là lớn. Thì Châu Phú để vô và tắm cho chú rùa. Xong rồi, chú rùa rất là thích quý vị. Nên Châu Phú quay lại mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng Châu Phú để xem cái nơi mà ở mới của chú rùa nha quý vị. Vâng, kính thưa quý vị. Thì đây là cái con rùa cá sấu mà Châu Phú đã mua và được cái sự hỗ trợ của cô Út là 500.000 để mà chung tay phóng sanh những chú rùa này nè quý vị. Thì con rùa này khi mà Châu Phú nhận được cái cuộc gọi á thì đã có người cũng ngỏ ý mua rồi, nhưng mà không biết nguyên nhân gì đó mà người ta đổi ý mà không mua quý vị. Thì chắc là cũng một cái căn duyên với Châu Phú và với Quý Mạnh Thường Quân. Nên Châu Phú cũng tranh thủ thời gian chạy lên để trao số tiền và nhờ cô Út mua giùm cho Châu Phú để mà Châu Phú sẽ đi thả ở chùa thầy hay là các nơi ở bên An Hòa Tự quý vị, tổ đình hay gì đó. Thì Châu Phú lựa cái nơi nào mà an toàn, chú rùa này có thể đến đó để nghe kinh giảng của Phật, của thầy. Thì Châu Phú sẽ gửi quý vị. Thì Châu Phú đọc ở trên báo đài thấy giống rùa cá sấu rất là hung dữ quý vị. Nhưng mà đặc biệt Châu Phú đem về tới giờ rùa này thấy rất là hiền, để chung với mấy chú rùa con cũng thấy không có cắn gì trơn ấy quý vị. Thấy rất là dễ thương. Thì mong quý vị và các bạn xem video và ủng hộ cho kênh Châu Phú nhé. Chưa quý vị thấy cái con rùa này rất là đặc biệt ha. Nè cái đuôi nè quý vị. Đó, cái đuôi có gai nè quý vị. Đây chú rùa này bường tính đi ra ngoài hay nè quý vị. Đó, hồi ơi. Cái cổ dài ghê quý vị.
Thì cái video này Châu Phú giới thiệu sơ để cho quý vị xem rồi đó. Bây giờ là bước vào thì Châu Phú sẽ chào chú Thiết và hỏi với chú Thiết trước giờ có gặp con này lần nào chưa nha quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, thì đây là cái nơi mà chú Thiết nuôi con rùa giùm cho Châu Phú, để Châu Phú sẽ qua cái cách ly xã hội sẽ đem đi qua bên chùa thầy hay là bên ban trị sự để thả quý vị. Con chào chào chú nha. Chào. Dạ dạ. Thì thưa chú, hôm nay con đem ba con rùa đến đây để gửi cho chú. Chú thấy con rùa này có cái điểm nào đặc biệt không chú? Nó lạ hơn con rùa mình. Dạ. Nó có đuôi, với cái đầu nó bự quá. Vậy hả? Mà chú thấy có anh hình dung ra là nó giống con gì không? Giống con cá sấu. Vậy ha. Cái đuôi giống cá sấu ha. Đuôi giống cá sấu. Mà trước giờ chú có thấy lần nào chưa? Chưa, mới thấy lần đầu à. Vậy đó hả? À. Chú nhiêu tuổi chú? Năm nay mới 52 à. 52 tuổi mới thấy con rùa này lần đầu tiên hả? Mới thấy đầu tiên. Vậy cũng rất là đặc biệt ha. Nãy giờ chú thấy thả nó vô đây nó thích không chú? Thả vô nó mừng quá à. Dạ. Mừng lộ tới rồi. Ủa con nè, con gửi ba con này của chú đây phải không? Rồi. Con này con rùa của chú hả? Dạ, con này là con rùa vàng mình à. Vậy ha. À. Con này chú mua nhiêu chú? Con này mua cũng kêu là 400. Là cái con này là 400 đây ha. Ừ. Nó nặng không chú? Nó có cái từ ký gửi rồi. Ký từ ký gửi ha. Ừ. Dạ. Đây quý vị. Đây là con rùa cá sấu đây quý vị. Rất là thích chầm ở dưới nước nè quý vị, để Châu Phú đuổi lên bờ đây quý vị. Đây quý vị nè, cái đuôi nè quý vị. Đó, cái đuôi cá sấu nè quý vị, đây rất là đặc biệt quý vị. Con này cái đuôi nó kỳ chứ. Dạ, nè cái đuôi cái xấu nè chú. Đuôi đúng đuôi nó kỳ đó. Dạ. Thì lạ. Con rùa mấy ba thì đâu phải cái đuôi đó đâu. Dạ. Bởi vậy. Chú trước giờ chú có thấy cái con rùa nào y gan gì chưa? Chưa ha. Tại vì con thấy rất là đặc biệt nên con mới là mua về để mà đem đến những cái chùa để thả đơn cho nghe giảng nghe kinh. Mua hả? Dạ mua. Mua bao nhiêu rồi? Tổng cộng 3 con 1,5 triệu mà được Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho 500 rồi là có 1 triệu à. Dạ. Ta mua để người ta bán để thả phóng sanh đó nghe. Ừ. Dạ dạ. Giá đặc biệt để thả. À, năm nay chú nhiêu tuổi rồi chú? Mình có tầm khoảng 40 nữa là đại 80 đó. Vậy là 40 tuổi mà giờ lần đầu tiên gặp đó ha. Chú Hết năm 2 cũng lần đầu tiên gặp nè. Con này là nó cái đuôi nó kỳ lắm. Đúng rồi đây nè, để bởi vì đuổi lên trên cây này. Lên trên con ơi. Không chịu lên. Cái đuôi nó có vi chứ nó về cái đuôi nó có vẫy lên á. Dạ dạ. Nè. Nước hòa, nước chậm hòa. Chịu xuống nước. Nè. Lúc anh bắt được chỗ này à. Ờ. Mua. Đó, thấy không? Vô nước nó thả nó mừng quá à. Thích xuống nước chậm không à, bởi rùa cá sấu à. Đó quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, ngóc đầu ra con ơi, Nam mô A Di Đà Phật ơi. Đó quý vị, thì con rùa này nó rất là đặc biệt. Trên cái mu của nó nè quý vị, giống như là một cái tuần chữ gì đó quý vị. Đuổi dài lá bò kìa. Đó, ghê không quý vị. Đó, giữa rùa thường và rùa cá sấu đó quý vị. Châu Phú cũng lần đầu tiên gặp rất là ngỡ ngàng quý vị. Vì sao mà cái con rùa mà có hình dáng ngộ quá trời. Châu Phú mới lên trên mạng thấy thì đây là cái loại rùa mà cá sấu quý vị. Đó, để đi ra. Chưa? Leo.
ta cũng khác à. Dạ. Cái đuôi, cái đuôi này nó khác mạnh nhất kìa. Dạ, bởi vậy. Rùa kia mình đâu thấy đuôi đâu à. Ừ. Rùa kia đuôi một chút nó méo vô mất tiêu rồi. Nó có cái gì này mới là cái độc hại nè. Nè. Dạ dạ. Cái gì nè. Bởi vậy. Rồi. Mới đây em biết. Nó sẽ nổi vào rùa đó là nó xíu à. Dạ đúng rồi. Rùa này có một chút à. À, ngoài ngoài cái con rùa to như vậy nữa quý vị, ngoài rùa cá sấu thì ở đây cũng có là chăn nữa nha quý vị. Chú ở đây chú có nuôi hai con chăn cũng lớn lắm hả chú? Một con 50 mấy ký, con 30 ký. 30 ký, con 50 mấy ký ha. Đâu ừ. chú để ngày đầu con qua con quay luôn. Đây đây. Có khi nào chăn đấu với rùa không? Con chăn này là nó 30 ký. Vậy hả? Đây. Đây con này là 30 ký đây hả chú? Ừ. Con kia 50 mấy ký. Dạ. Bự quá. Con kia là nằm bên góc bên kia hả chú? Đây bự hả? Nhúng nhích cái ngóc đầu rồi ha. Ừ. Đoàn lối á. Con này chú mua nhiêu chú? Con này mua hổm 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi ha. Mà năm ngoái năm nay. Dạ dạ. Năm nay đó cũng dắt 5 rưỡi rồi. Dạ dạ dạ. Rồi con cảm ơn chú nhiều nha. Thì qua video này con cũng gửi lời tri ân cảm ơn chú đã nhận nuôi mấy con rùa giùm con trong cái thời gian mà dịch này con không đi thả được á. Con cũng chúc cho chú có thật nhiều sức khỏe. An lành, an lạc, an vui nha chú. Dạ dạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Hai chân này nếu mà làm ăn có khá giả thì tôi cũng cho nó đi đi núi, mà giờ còn u hẹp quá chưa có đưa đi được. Là chú cũng muốn dự định là thả hai chăn lên núi ha. Làm ăn mà có tiền có bạc đang đem đi thả ha. Ừ. Dạ dạ dạ. Thật chưa tiền mà không có thả thiếu nợ người ta thì chú muốn chết sao. Rồi con chào chú ha. Dạ dạ mong bạc chúc chú có thật nhiều sức khỏe và chúng tài với số đi đàn ông đem chăn thả mà chăn không biết thả đâu vậy. Giờ mình đem lên cái chùa hả, lên núi đi hả? Dạ hả, tại chùa nào mà ta nhận nuôi ha. Ờ, không nhận nuôi thì đem núi. Dạ dạ, rồi chào chú ha. Rồi, bye bye. Dạ dạ dạ. Vâng, kính thưa quý vị, thì video của Châu Phú cũng đã dài quý vị. Châu Phú cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Và cũng không quên cầu chúc toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành, an lạc, an vui nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha.